Có ai đấy ngại làm việc nhà không? Có. Hết đấy, đấy cũng một lần tư duy sai. Thế mọi người có tập thể dục không? Có. Thế tại sao mọi người mọi rồi ok, em là vừa lần ở nhà nghe là thích tập thể dục. Dạ vâng. À, thế nó có một cái tư duy như này à, để mà sau khi em nghe em lĩnh hội được thì em lại thích làm việc nhà. Làm việc nhà có phải là chúng ta đang vận động không? Tay chân chúng ta đang vận động đúng không? Đó là cách chúng ta tập thể dục mà. Thế tại vì sao mà chúng ta không cứ túc tắc chúng ta làm việc nhà mà chúng ta đang thể dục mà? Chồng thì lúc sau lại thể dục với em. Chúng ta. Đây là ý kiến của các ông chồng nhá. Không ạ. À. Không, các ông chồng cũng thế ạ. Bản thân tôi khi mà tôi nghe được. Anh có thích làm việc nhà không ạ? Anh bắt đầu làm rồi. Thì anh em làm cả một cái Tết anh sẽ không làm. Không. Cả một cái Tết tôi không có giúp việc. Tôi về tôi tất cả giặt quần áo, lau nhà, tất cả mọi thứ tôi làm, vợ tôi không làm. Không, vợ tôi không làm, đấy, không làm cái gì cả. Vợ tôi bầu rồi, với lại là vợ tôi bảo là 2 ngày mới cần giặt một ngày một lần. Nhưng tôi ngày nào tôi cũng phải giặt, ngày nào tôi cũng phải dọn. Thế vợ thì có thể rửa bát thứ hai vợ chồng ăn uống đúng không? Nhưng mà tôi là quần áo, thứ gọn gàng tôi làm hết. Thì lúc khi đấy là tôi lĩnh hội được cái vấn đề là mình đang rất lười thể dục. Nhưng lúc làm đấy cũng là lúc thể dục. Thư giãn đúng không? Em rửa bát em thấy thư giãn nhá. Tại vì cái câu chuyện đấy tất nhiên là có thể là anh nói bọn em không, có thể là anh nói bọn em không thấy nó là hợp lý. Nhưng mà sao ạ? Khi mà tôi nghe được cái câu chuyện đấy của một anh là một chú tổng biên tập báo giao thông, là một người chú của tôi, anh ấy chú ấy chia sẻ. Vì chú ấy ngày xưa cũng về là vợ ậu ái tức là phụ hết. Thì là nhưng mà sau đấy thì sau đấy thì khi chú ấy bây giờ chú ấy thay đổi hoàn toàn. Chú về nhà, chú làm việc nhà, chú cứ tắt chú làm thôi. Thì chú bảo là tất cả các thể dục mà. Làm việc nhà cứ làm từ từ thôi, cũng là thể dục, đúng không? Thế tại sao mà chúng ta không làm việc nhà? Bây giờ tôi cho tôi làm luôn. Không có việc gì là không làm được cả. Chẳng hạn không có thời gian.